Hello, xin chào tất cả các bạn. Chả là mấy ngày hôm nay khi mà tham gia vào cái Weibo và xem trên mạng thì có một cái video đang rất là hot ở Trung Quốc và muốn chia sẻ với các bạn về cái video này. Đây là cái cách hành xử của cảnh sát Trung Quốc khi mà gặp phải những cái thành phần thanh niên cứng đầu. Chúng ta hãy xem cái video một chút để xem rằng họ sẽ phản ứng như nào với cả những cái thanh niên này. 我没有拿，我这把钱我没有钱，你凭什么来扣我车？对对对，我把你取走了。哎呦喂，你处罚我，我现在我没有钱，我回去拿什么行是吧？你的车牌，我车牌的。哎，我跟你说啊，车牌是偷牌的，哪那么大废话？我没有钱，告诉你不要扣我车是吧？啊，你当个交警就这么牛逼啊？啊，首先对你车牌进行检查以后，你车牌的。哎呦喂，让开！站住！让开！这他妈！啊！哦，你告诉我女儿，你这不行，好吗？来，你看我眼里吗？啊！你别动！你别动！你别动！你老子！我操！好了，别打！放掉！放下！我操！OK, như thế là chúng ta vừa xem xong cái đoạn video mà giữa người thanh niên với cả người này là cảnh sát giao thông của Trung Quốc. Chúng ta xem họ nói với nhau cái gì nhé, cách hành xử của anh cảnh sát giao thông này là như thế nào. 我没有拿50块钱，我没有钱，你凭什么要扣我车？ Anh thanh niên nói là tao không có 50 đồng. Đấy, mày dựa vào cái gì mà mày dừng xe của tao? Anh ta tiếp tục xem anh cảnh sát giao thông sẽ nói gì à? Anh ấy bảo là đây là tao đang xử phạt mày. Đấy, anh nói là hiện tại tao không có tiền thì bây giờ tao quay về để tao lấy tiền, thế có được không? Giọng thanh niên rất cứng, đúng không? Cũng thuộc thành phần đây đây ở phía sau là chiếc xe của anh ấy. Đây à, nhìn thấy chiếc xe chở hàng, khả năng là một hãng chở đồ ăn nhanh hoặc là chuyển phát một cái gì đó. Tiếp tục chúng ta xem anh chú ý là nhìn vào tay anh cảnh sát giao thông có một cái vật gì đó, đang cầm một cái vật gì đó ấy. Đấy. Anh ấy bảo là thế thì ta sẽ thu lấy cái bằng cái đăng ký xe. Đấy, đó, rất giọng rất cương quyết đúng không? Tao sẽ thu thu cái bằng lái xe. Cứng hơn đúng không? Đừng có mà nói phây khỏa ở đây những cái lời vô ý nghĩa đúng không? Đừng có nói những cái từ, đừng có nhiều lời kiểu như vậy. Nhiều lời chúng ta dịch là tua xua hoặc là tua yến. Nhưng mà đây là phây hoa, phây hoa, phây ở đây là phi, hoa là lời. Đấy, anh ấy đã lắc lắc sóc sóc cái bình xịt. Đây, khả năng cái bình xịt hơi cay của chúng ta nhìn thấy đúng không ạ? À, cương quyết, tao không có tiền. Anh còn cứng hơn là mày là cảnh sát giao thông mà mày mày tưởng mày 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 giỏi à? Nó bảo là đầu tiên thì nó chỉ là kiểm tra, đầu tiên là cái việc của nó phải kiểm tra mày. Sau đó thì nghe không rõ lắm, nghe lại mà. Sau khi kiểm tra thì nó phải thu 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 cái bằng lái xe của thằng này. Mà tại sao ở Trung Quốc có bằng lái xe điện này? Show牌 là thu cái tấm thẻ, và thu thẻ có thể là thu bằng lái xe, nhưng mà tôi được biết thì Trung Quốc không có bằng lái xe.
xe điện hoặc là thu cái thẻ gì đó của thằng này. Đấy. Mấy bạn là ỉa khác đứng dịch ra xuống xe rất cương quyết đi ra một phát giữa mắt luôn, rất là chuyên nghiệp, cái xịt đúng vào mặt không phản ứng được gì luôn. Đấy, xịt vào mắt nó rồi. Đấy, nó nhìn thấy cái bên cạnh có một cái sợ rồi. Thực ra sau cái video này thì thấy rằng là rất nhiều những bình luận ở phía dưới ủng hộ cái cách hành xử của anh cảnh sát này, với những đối tượng cứng đầu là phải xử lý ngay lập tức. Xem xong cái video này thì mọi người cảm nhận là cái việc hành xử của anh cảnh sát này là hợp lý hay là không hợp lý?